Lule Joan, Gulo, Do Angenier và Theodore Maxim. Hãy chú ý đến phần thi của đoàn Pháp, ba võ sĩ nam thực hiện bằng ba loại vũ khí khác nhau là búa, côn và kiếm. Đây cũng là một sự sáng tạo của đoàn Italia, đoàn của đoàn Pháp trong các bài biểu diễn của mình. Và vô vi nam của đoàn Pháp luôn luôn là một trong những thế mạnh về các nội dung thi quyền. Và vừa rồi là động tác kẹp cổ kết thúc bài biểu diễn rất là